Hello anh em nha, lại là mình đây. Thì cái game này, sorry anh em, cái là mình lúc đầu game mình quên bấm nút quay mất nha. Thì để mình tóm tắt lại thì khởi đầu game của mình thì mình đang đánh đó là tuyệt sắc vào EDM lướt. Thì khởi đầu game của mình đép với những con bài như là sắc và con lướt đó khá bị thọt. Và bây giờ hiện tại mình đang ở 19 máu thôi và đang cố gắng roll ra con lướt 3 và con Z đó. Khởi đầu game của mình đó, mình lấy cái loại đó là vé trúng thưởng ha, 50% tỷ lệ miễn phí đó. Nói chung là cái game này mình khá là nhỏ ha, luôn hồi mà nó không ra lết thì thôi mình cố gắng để bút xem. Nếu như mà mình chỉ có lết 3 đi là một chuyện khác. Đó, mọi người thấy không? Con lướt này nó bắn rất là đẹp luôn, cho nên mình phải quyết định làm cái game này đăng lên để cho anh em xem. Đó. Thì khi mà ADM mình chọn vào con lướt á, thì tất cả những con tướng ADM nó kích hoạt trên sàn nó sẽ sử dụng kill của lướt bắn luôn. Đó, cho nên là nó khá là lợi hại chỗ đó. Rồi. Và mình đang combat game ở cái trận thắng thứ tư rồi. Đó. Bây giờ chắc mình đang lấy mấy cái trang bị hoàn chỉnh cho lết luôn nha. Mũ mũ không được. Ôi. Thì tanker của mình chủ lực là con Jack, con Z thì đam phụ. Nhưng mà nếu như con Z nó mà lên 3 nữa thì hai con carry đúng bài luôn, con hàng trên con lết ở dưới bắn ha. Ồ, xét nữa kìa, hay á. Đó. Thì kẹp thêm mình là con Yao nó tăng cơ kẹp chung luôn, nhưng mà vẫn đã tăng cơ chính là con Jack nha mọi người. Đầu game á, thì lít nó khá là đỏ nhưng mà sau này nó không ra được. Tại vì game này con lớp bán khá là đã. Ông anh em về xem này, ông này ông có con Ahri 3, con Sona 2 đúng không? Wow, quá kìa, thấy chưa? Ồ, quá kìa. Thấy anh em không? Giờ tôi chỉ còn 5 máu thôi. Vậy theo anh em á, là 5 máu này tôi có thể sống sót được hết cái game này không? Đúng không? Rồi anh em hãy cùng theo dõi tiếp nha. Thì cái skill của lớp này là nó bắn giống như cái mùa 7 đó. Đó thì nó bắn kia. Hay chà Jack nữa. Tối đa của ADM thì nó kích hoạt hiệu ứng thêm 120% nữa nha. Bây giờ mình đang biết làm cái gì không? Kiếm con Z nữa là Z3, lớp nữa là lớp 3. Không không có là không ổn đâu. Tại vì mình đang kích hoạt thêm 4 tuyệt sắc để cho cái hệ tộc của con lút đó. Trời ơi, lút bắn kìa. Bắn. Thấy không? Không hiểu tại sao nãy mình thua cái nhà Sona của Ahri kia luôn ha. Bài quýnh KDA á. Ông này level 10 luôn này, ông đang đánh 5 tiền. Lút nào, lút nào. Lút. Ê chà. Tuyệt sắc 60%. Bán luôn đi. Đó. Này cho lút luôn. Lút này nó bắn xong là nó đánh thường một cái là nó bắn tiếp nè. Nó bắn nè. Lý huyết kiếm vô cực, ba cái này đều ngon cho Z. Đó, này đi. Ok, chị loot của mình đâu? Chị loot của mình đâu? Kiếm loot thôi anh em ơi, loot. Không cho loot đâu. Đây. Rồi, cuối cùng thì con loot nó cũng lên 3. Bây giờ mình chỉ còn vỏn vẹn có con Z thôi.
Rồi anh em hãy xem nha, loot 3 nó bắn như thế nào nè. Đặc biệt kích hoạt thêm 4 tuyệt sắc. Mấy ông kia cũng chơi ông không kích hoạt tuyệt sắc, nó không có 60% đam nữa đâu. Bắn nè, thấy chưa? Ủa rồi, nó bắn con Lucian 5 tiền mà một phát nửa cây máu. À, 3% mà lại roll ra tướng 5 tiền sớm hơn là 4 tiền ta. Con Z mình ai bắt đi đâu rồi? Bây giờ ông khơi ước này mình không ngán không đâu nha. Lúc đầu game ông khơi ước này ông bào ghê thật luôn á. Cái mùa giải này á, khơi ước chơi ở level 8 luôn kinh dị thật. Ông lên sớm ông bắt Ari á, thấy chưa? Bắn hai cái đi Ari rồi. Lít này mình bắn nhanh lắm nha. Đi. Đi. Ui, thấy chưa? Kết hợp cái EDM là nó mượn những con tướng EDM trên sàn bắn luôn nha mọi người. Đó. Lút 6 giây. Z tôi đâu. Chà. Chắc nữa. Đây đây, giờ gặp ông. Ông level 9. Đây, mình mục tiêu của mình là mình đổi qua một xíu nha. Để cho né cái con Lucian kia. Đi. À, cây. Trời ơi, thấy lết bắn chưa? Cái này mà lên thêm con Z3 nữa thì thôi bá cháy. Đúng không? Theo anh em thì game này mà mình combat ở 5 máu ok không? Nó quá mãn nhãn rồi. Bây giờ mình kiếm thêm con Z3 nữa là đúng mãn nhãn cho anh em luôn á. Thì mình đăng cái clip này lên để cho mọi người thấy được cái sức mạnh của con Z và con Loop, đúng không? Quật luôn, móng vuốt đi. Đây rồi. Đó, cặp bài trùng nó đã ra. Hai con chung hệ ADM. Thì cái mùa 10 này á, nó ra toàn là nhạc không nha anh em. Kiểu như meta nhạc số vậy đó. Nó toàn là EDM, nhạc da rồi tùm lum hết. Rồi. Đưa con loot qua này cho nó bắn nè. Đó, bắn ngay mặt của con Ari á. Ông né đi đâu. Né đi đâu, một hit. Hit. Thấy chưa? Quá mãn nhãn cho anh em. Trời ơi. Con Ari kia là nó tướng 4 tiền á, đi chung với con Sona hay 5 sao, 5 vàng 2 sao luôn. Đó. Nói chung là anh em mà lúc đầu game đép bài tuyệt sắc đi cũng được. Rồi khúc sau này mình chuyển qua khúc mid game á, mình chuyển qua mình chơi ADM và tuyệt sắc. Tại vì nói chung anh em linh động cái bài đép vào thì ok thôi. Ông nào thấy ông nào đang chơi rồi á, mình né cái bài đó ra mà mình đép. Cái mùa 10 này nó vậy nha. Tại vì mọi người phải chọn cái lỗi siêu sao á, thì nó kích hoạt cái hiệu ứng siêu sao nó mạnh. Bây giờ mình lên luôn con Lucian 2 sao rồi, mấy ông đánh đấm cái gì nữa đây. Quá mãn nhãn chưa anh em. Trời ơi, con Z nó cào rồi kìa. Ây cha. Thấy chưa. Loot 9k8 đam. Loot với Z làm hết. Thì chắc giờ mình gặp ông này 2 game nữa nha mấy. Bây giờ roll lượt thêm con Z
nó lên 2 sao nữa là đẹp, đủ đội hình thôi. Đó, cái kỹ năng của con lút này bá cháy quá. Ok, có cái diệt cho Lucian luôn. Đấy, ra không? Không biết ông có đổi qua, cho ông đổi luôn đi. À, không đổi hả? Nói chung đánh khơi ước mà lên level 8 mà lượng máu như thế này là cũng quá ghê rồi đó. Đi, đi. Trời ơi, con chết, lút nó bắn kìa. Ui trời ơi, bắn về chưa kìa anh em. 10 cà đam với con Z nữa, 17 cà đam. Hai con bào hết. Rồi, cái game này game cuối rồi nha. Thì anh em có thể tham khảo cái bài con Lut và Z này đi chung nha. Hoặc là con Z cũng được. Nói chung là con Z mình nghĩ không cần nó lên 3 đâu. Chỉ cần phù hợp với đội hình, tăng trụ cho tốt và có boost từ 4 tuyệt sắc nữa là hợp lý nha anh em. Đó. Ví dụ như cái con 3 này nè, anh em có thể đầu game cho nó lên sớm cũng được. Xong rồi mình cho nó bút đồ để nó có cái chuông sớm á. Rồi, thì anh em có gì cứ ghé kênh mình đang lên những video về những đấu trường chân lý mùa 10 nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết và ủng hộ mình cái một đăng ký kênh nha. Rồi, bye bye anh em.